Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cứ Việt. Kính thưa quý vị, dạo gần đây chúng ta thấy rằng cái nhóm luật sư của Tà Am cũng như là cái đám ăn theo đó, đám con nhang đệ tử đó, thường xuyên đăng tải những thông tin chia sẻ liên quan đến cái vụ việc của cô gái mang tên là Võ Thị Diễm My. Chúng ta đều biết rằng Diễm My thật sự là một cái cá nhân, nó có liên quan trong cái câu chuyện của Thiền Am thôi, nhưng mà nó ở một cái khía cạnh, một phần nào đó thôi, chứ không có nhiều. Nếu như mà người ta tìm được Diễm My và người ta có thể là điều tra ra những cái vấn đề có liên quan, chẳng hạn như là tại sao Diễm My ở lại trong Thiền Am, muốn sống ở Thiền Am, rồi có hay không có vấn đề ai đó đạo diễn để cho Diễm My lên trên mạng rồi vu khống rồi xúc phạm người này người kia. Nếu mà thật sự người ta tìm ra cái điểm quan trọng đó đó thì xem ra cái hộ gia đình Tà Am còn bị nặng hơn rất là nhiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như thật sự những gì mà Diễm My nói là sự thật, thì mọi chuyện nó đang đi theo cái chiều hướng là cái nhóm luật sư Tà Am cũng như là con nhang đệ tử muốn nhắm đến. Nhưng mà rõ ràng chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu cái câu chuyện này thì rõ ràng tất cả những điều mà Diễm My nói, cho dù là sự thật thì nó cũng không thể nào thay đổi được bản chất vụ việc của Thiền Am. Đây là mình nói về cái vấn đề là họ giả sư giả chùa giả mồ côi rồi đó, đúng không? Giả mồ côi, giả chú tiểu rồi trục lại đó. Tất cả những thứ đó không phải là Diễm My yêu cầu họ làm. Cho nên á, chúng ta phải tách bạch hai cái câu chuyện này ra. Bây giờ có Diễm My hay không, nó cũng không ảnh hưởng đến cái câu chuyện kia. Có chăng á, là nó sẽ nằm ở một cái vụ án khác. Tuy nhiên á, gần đây thì cái nhóm luật sư cho rằng là Diễm My là mấu chốt của toàn bộ vụ việc liên quan đến hộ gia đình Tà Am. Và gần đây thì họ liên tục đưa những thông tin, họ nói rằng họ đã tiếp cận được Diễm My, thậm chí đã gần như là chạm tới cô này. Và hôm nay thì họ lại cung cấp thêm một cái thông tin để cho chúng ta biết được Diễm My hiện tại đang ra sao. Đây cho cả nhà nghe một đoạn nha. Nhiều khi đưa nhiều quá thì cô chú anh chị nói là nghe nghe mấy thằng này nói nghe bực mình lắm, nhưng mà mình cũng phải nói để cho có dẫn chứng, để thôi nhiều người cứ nói là mình bịa ra thì nó cũng không hay lắm ha. Đây mời cả nhà nghe một đoạn nha. Hiện nay quý vị, tất cả mọi người đây có bao giờ có thông tin gì hoặc có manh mối nào có liên quan đến cái cô Võ Thị Diễm My mà chúng tôi đang tìm hay không? Chúng ta có thể Họ rất là nhiều lần nói là họ đã tiếp cận, họ đã khoanh vùng, họ đã theo dõi, họ nằm vùng rình mò về gia đình Thắng, và họ nói rằng họ đã tiếp cận được với Diễm My. Nhưng mà bây giờ lại tung tin ra là ai đã tiếp cận được với Diễm My thì cho họ thông tin, lãng không. Nhưng mà cái thông tin đấy đó là họ xin trước đây cả nhà, kiểu như là họ muốn xem cái cách bài trí ở trong ngôi nhà của ông Thắng như thế nào đó. Hôm nào đi rảnh tôi lên rảnh tôi quay cho ông xem ha. Đây đáng nhìn cái bình luận. Tôi không hiểu tại sao mà trước đây mỗi lần nhắc tới đó, những tôi được cảnh báo rồi đừng nhắc tới. Thật sự ở ngay cái phiên tòa đó, vụ án đó, tôi cũng bị những vị trong cái cơ quan tố tụng đó, họ không cho được nhắc tới, đừng có nhắc tới. Chứ chưa một lần, không liên quan, không nhắc chứ chưa một sao. lần là hình như là trong buổi hỏi cung hay sao đó, thì một vị bên cơ quan công an hình như có hỏi thầy nội thì phải, hay là hỏi người chứng minh cái này nói sao rồi, có thông tin hay không? Mấy công việc nó có hỏi như thế thì như là sẽ nói là cần có biết gì đâu mà nói, thì mấy ông đi nó về hay sao đó, là tôi nghe xong nói thôi vậy. Nhưng tất nhiên Ủa sao ông không 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 đưa ra những bằng chứng dẫn Diễm My ra? Ông rành lắm mà. Một đoạn sau là ông nói rành lắm cơ nha, ông rành tới 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 từng chân tơ kẻ tóc luôn á. Này. là đó là chuyện mới đùa nha, tức là tôi phải chờ đợi làm việc thôi, nó không là câu hỏi chính thức. Còn như chúng tôi á thì tôi nghĩ là khả năng cái chỗ này á ở trong cái khu vực mà mình đứng ngoài thì những tôi nói đó À, thấy chưa? thì tôi nghĩ rất là cao, không biết là cái dự đoán đó như thế nào, nhưng mà hình như là ít nhất là cũng ba lần chúng tôi gần như là chạm được cái cô ấy. Ồ, ghê chưa cả nhà, ba lần chạm đến được đến Diễm My rồi vậy mà không báo công an, đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Cơ quan chức năng, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang truy tìm, công an Long An cũng đang truy tìm. Ông bản thân ông là một luật sư, ông thừa biết, ông hiểu luật như thế nào đó, nhưng mà tại sao ông không 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 báo công an? Đó, bây giờ thí dụ như ông đã từng nói đó không phải là con tôi, cho nên tôi không có vào đó tiếp cận gì 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 đó, vậy thì báo cơ quan chức năng người ta đang truy tìm mà, đúng không? Biết luật mà phạm luật, âm thầm theo dõi người ta, rình mò người ta mà lại không báo đến cơ quan chức năng, không báo đến công an. Luật sư gì kỳ quá. Tôi chạm cái sau từ chạm lên tôi nói là tức là đến đúng cái nơi nha, trước là chạm cái tay xuống gần được cô ấy thì chưa kể là một số thông tin khác, và có những thông tin đưa nơi này nơi nọ nơi kia gì đó, thì thật sự là những nơi đó chẳng qua cũng là phá bù cho chúng ta quên đi cái nơi cần thiết thôi. Do đó là nếu như mà ai mà có từng gặp cô Diễm My trong cái đợt mà
Hình như ông Thắng có cho một số người về gặp á, thì có lẽ chúng ta phải hình dung được cái quan cảnh của cái cấu trúc khu vực đó. À, tức là nó đang thu thập thông tin để xem cái ngôi nhà ông Thắng bài trí như thế nào, phòng khách ở đâu, toilet đâu, phòng ngủ người sao sao cả nhà. À, nó coi như là biết cái bố cục của khu nhà đó để họ có thể là tiếp cận hay là đặt camera ra quay lén hay là camera chạy bằng cơm rồi đó, à, để theo dõi rình mò mà họ khẳng định như vậy cả nhà. Ở cái chuyện cái nhà nhà người ta 3 năm nay người ta đi tìm con, bây giờ không lẽ được co được tìm được con rồi không 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 mừng vui sao? Chẳng hạn như nói gì nói luật sư Vũ rồi mấy anh em á, thì cũng có tới lui, cũng có trao đổi với anh Thắng rất là nhiều. Nếu như thật sự mà người ta tìm được con thì bao giờ người ta sẽ chia vui với những người cũng đã có thể là hỗ trợ anh Thắng chị Mai trong cái vấn đề tìm con rồi, chứ làm sao im lặng. Trong khi á, gần đây thì có rất là nhiều người cũng điện thoại gọi điện thoại rồi hỏi thăm rồi này kia kia nọ đó, nó hỏi về tung tích Diễm My thì thật sự gia đình người ta cũng đang trông chờ bên phía cơ quan chức năng. À, người ta xem xét cái vụ việc của Thiện Am xong rồi thì mọi cái thông tin về sau đó nữa có thể là có liên quan đến Diễm My, bởi vì rõ ràng Diễm My đã khẳng định với gia đình rằng nếu như mà hộ gia đình Tà Am có phạm tội, họ bị bắt thì Diễm My sẽ tự động về với gia đình. Cho nên gia đình người ta đang trông chờ cái kết quả cuối cùng, cái phiên tòa xét xử vụ việc của Thiện Am, xem họ có vi phạm pháp luật hay không, họ có phạm tội hay không. À, vậy mà cái nhóm luật sư này thì suốt ngày rình mò gia đình ta rồi khẳng định đi khẳng định lại là nằm ở Diễm My đang ở cái khu vực đó ở Bình Hưng Hòa gì đó, đúng không? Nó rất là kỳ cục đây. Mới cái này được cho là lúc đó là đại diện của Diễm My đó, chắc là nghĩ là cũng không có thay đổi gì đâu, rồi cũng chẳng có mật thất hay là hầm gì cả, khả năng thì vẫn là bình thường. Ghê chưa, Nhưng mà đại diện của Diễm My hiện nay làm như nhà có nậu, nậu mới có mật thất mất hầm thôi, nhà bình thường người ta hầm làm gì, đúng không? hoàn toàn không có tự chủ được, không có nhận thức được là điều chắc chắn. À, ghê chưa. Mà nhưng mà ông căn cứ nào vào đâu, trong khi ông nói là ông không có thấy người ta, ông không có tiếp cận, không biết được người ta, mà ông biết rằng là Diễm My không tự chủ. Căn cứ nào vậy ông Lân? Căn cứ nào ông nói con người ta không có tự chủ? À, hay ho nghe, chỗ này mới bắt đầu hay cả nhà. Đây chúng ta nghe nha. Xác định là như vậy. À, ông xác định là Còn không tại tự chủ. sao? Đây. Nhưng mà cái việc của Diễm My hiện nay mơ màng này Đó. không có tự chủ được, Đó. không có nhận thức được là điều chắc chắn. Rất rành hả cả nhà. Đây cái nói xác định là như vậy. Còn tại sao và vì sao cô Diễm My tới bên này không có, thì chúng tôi có hai cái nghi vấn. Và cái nghi vấn thứ nhất á, này là chúng tôi cũng không bao giờ mong xảy ra, đó là cô ấy không còn trên cõi đời này. Có điều là chúng tôi thật tình chúng tôi không bao giờ mong đến sự việc xảy ra. Còn cái nghi vấn thứ hai đó thì chúng tôi nói gì rồi đó, được bị giam giữ rồi có thể là bị khống chế về tinh thần, đặc biệt là chúng tôi nói là có những loại thuốc cơ thể uống vào rồi chúng tôi cũng mơ màng, rồi mất nhận thức, rồi không ý thức, rồi phải cả mất sức, nhưng tất nhiên cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng lắm, chỉ làm cho người ta bây giờ gầy gập rồi quên trước bên sau thôi. Biết người ngật luôn. Nhưng mà đến một thời gian dài nếu như sử dụng những cái biệt dược như vậy thì chắc chắn sức khỏe về tâm thần của người đó sẽ có vấn đề, thậm chí là họ mất mất trí, thì mất trí điểm luôn. Ồ, ghê quá. Vậy là có một loại thuốc xóa trí nhớ cả nhà, mất mất trí nhớ vĩnh viễn luôn. À, ghê không? Tại sao cả nhà? Tại sao nhóm luật sư này dám khẳng định như vậy? Họ khẳng định một là Diễm My không còn trên cõi đời. Hai á, cái khả năng thứ hai là người ta đang khống chế, người ta cho uống một loại thuốc để xóa trí nhớ vĩnh viễn. À, hỏi 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 nhỏ chơi Lân, sao Lân biết? Sao Lân rành vậy? À, biết loại thuốc đó luôn nữa. Đúng không? Biết loại thuốc đó thuốc gì luôn và biết rằng Diễm My đang mơ màng, đang ngày ngợt, đang bị khống chế luôn. À, rành y như là người đã cầm thuốc cho Diễm My uống vậy ha. Ghê thiệt cả nhà thấy nản không? À, thấy sợ không? À, phải sợ thiệt nếu mà rơi vào tay của cái nhóm luật sư này ha, là cái nhóm nào mà ở phía sau lưng họ đó chắc nguy hiểm mà nghe, mọi người nguy hiểm, mọi người cẩn thận nha, ai mà tiếp cận với những cái tay này cẩn thận, bởi vì họ biết một cái loại thuốc là xóa trí nhớ đó. Ồ, xóa trí nhớ vĩnh viễn luôn, ghê thiệt. Theo mà những cái loại thuốc mà được cho là có tác dụng mà ảnh hưởng đến trí nhớ như vậy mà người ta bán tràn lan hay sao, hay là những cái loại thuốc đó bị cấm hay sao mà họ lại có để cho cái cô bé đi cô đó ghé đó uống cả nhà, ghê ha. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này á, mình không quan tâm loại thuốc đó thuốc gì hay sao sao hết. Trên thị trường hay là chỉ định bác sĩ thì cũng có là những loại thuốc, nhưng mà cái đó là cái tác dụng phụ thôi,
À, nhưng mà chúng ta gạt qua bên đi. À, bởi vì cái chỗ này là mới quan trọng nè, là tại sao họ biết rằng Diễm My đang bị khống chế, Diễm My đang mơ mơ màng màng, Diễm My sắp tới sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Cái quan trọng chỗ đó đó. Có phải là họ đang đang sử dụng không? Có phải là họ họ đang cho cô bé này uống không? Hay là ai đó đang sai khiến của họ cho nên để úp úp mở mở câu chuyện đó. Đây là một cái nghi vấn rất là lớn mình đặt ra cho cái nhóm luật sư này. Bởi vì họ rõ ràng họ đã tiếp cận, họ đã biết được khu vực của Diễm My ở và họ đã gần chạm đến Diễm My. Vậy thì chắc chắn một điều, ai là người cho cô bé này uống thuốc là cái nhóm luật sư này biết, đúng không? Cái nhóm luật sư tại Am này biết chắc chắn như vậy, cho nên họ mới khẳng định. Và trong xuyên suốt khoảng gần một tháng trở đây thì họ hầu như là lần nào lên trên mạng, lần nào mà làm video họ đều nhắc đến Diễm My. Và càng ngày chúng ta thấy họ càng nói đến, tiếp cận đến những cái thông tin mật, có thể cho là mật đi, bởi vì nếu như mà họ không có vào đó, họ không có tận mắt chứng kiến, làm sao họ biết được Diễm My đang bị cho uống thuốc, đang bị điều khiển, đang bị xóa trí nhớ. Cho nên một cái nghi vấn rất lớn mình đặt ra, có phải chăng cái nhóm luật sư này với lại cái nhóm nào đó đang âm thầm khống chế và đang cho Diễm My uống một loại thuốc nào đó để xóa trí nhớ. Một cái nghi vấn rất là lớn đặt ra. Và cơ quan chức năng cũng nên xem xét những cái lời nói của nhóm luật sư này, bởi vì rõ ràng họ đang gây kiểu như là đang điều khiển một con người rất là nguy hiểm, rất là man rợ ha. Chúng ta cùng chờ xem Diễm My sắp tới đây nếu mà có xuất hiện thì sẽ xuất hiện như thế nào, và lời nói của Diễm My có giống như những gì cái nhóm luật sư này nói hay không ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.